Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defense, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 26 tháng 2, chúng tôi tiếp tục với chủ đề khả năng mua sắm trang bị vũ khí của Việt Nam. Dịp này, trên thế giới đang có nhiều sự kiện quốc phòng quốc tế, cho nên có vẻ như thông tin mua bán vũ khí cũng nhiều hơn thì phải. Sau một năm ảm đạm vì dịch bệnh, xem ra các nhà thầu vũ khí không thể ngồi lâu hơn nữa, bắt buộc phải khoác ba lô lên đi tìm hợp đồng. Thế nên, mấy hôm nay, giới báo chí quân sự cũng sôi động hơn hẳn, qua đó giúp những người dân Việt Nam chúng ta vui lây khi ngày càng có nhiều thông tin cho thấy có khả năng quân đội ta bắt đầu đi siêu thị vũ khí. Hôm 23 tháng 2, hãng thông tấn Sputnik cho hay khoảng 10 quốc gia đang quan tâm tới việc mua tàu hộ tống Karakut Air của nước này. Thông tin này được Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Akaba, ông Alexander Emin Wisin chia sẻ với Sputnik tại triển lãm quốc phòng Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tại triển lãm này, chúng tôi đang giới thiệu hai mô hình tàu chiến mới bao gồm tàu hộ tống đề án 22800 Karakut Air và tàu tuần tra đề án 22160. Hiện nay, đây là các loại tàu mà khách hàng nước ngoài quan tâm nhất. Tới nay, đã có khoảng 10 quốc gia muốn là khách hàng tiềm năng của chúng tôi, lãnh đạo của tập đoàn Akaba cho biết. Ông này bày tỏ hy vọng rằng, năm nay, công ty sẽ có tiến triển trong các cuộc đàm phán này. Đề cập về danh tính khách hàng, ông Emin Wisin cho biết, chúng ta đang nói về các quốc gia ở các khu vực khác nhau bao gồm Đông Nam Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latin. Ông này nhất quyết không tiết lộ cụ thể đó là những quốc gia nào. Dù vậy, với thông tin là một quốc gia nào ở Đông Nam Á, thì chúng ta có quyền nghĩ đó là Hải quân Việt Nam. Vì sao? Đơn giản thôi. Hiện nay, Việt Nam là bạn hàng lớn nhất của ngành đóng tàu Nga tại khu vực Đông Nam Á. Hầu như các quốc gia có biển ở Đông Nam Á như Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Myanmar đều không mặn mà với tàu chiến của Nga. Philippines thì chủ yếu dùng tàu Mỹ rồi mới mua tàu chiến của Hàn Quốc. Indonesia thì ưa chuộng tàu chiến Hà Lan, Hàn Quốc. Malaysia thì thích thú với tàu chiến của Anh và Pháp. Thái Lan thì dĩ nhiên là Mỹ và có mở rộng sang hướng của Trung Quốc. Singapore thì hàng Pháp và tự đóng một phần, nhưng cơ bản không dính tới Nga. Myanmar thì Trung Quốc là số 1. Mới đây thì họ có nhận một tàu ngầm Kilo, nhưng là mua lại từ Ấn Độ. Cơ bản, ở Đông Nam Á, chỉ có Việt Nam là dùng phổ biến tàu chiến Nga. Nói không ngoa thì tàu chiến Nga là trụ cột trong lực lượng hải quân ta. Điều này thực ra xuất phát từ lịch sử chiến tranh giành độc lập, sự trợ giúp chí tình chí cốt của Liên Xô đã gắn kết Việt Nam và Nga. Do đó, việc Việt Nam là một trong 10 quốc gia quan tâm tới tàu hộ tống Karakut là chuyện bình thường. Đáng chú ý, Karakut từng được Nga đưa tới Việt Nam, giới thiệu tại cuộc triển lãm DSE 2019 tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Mô hình con tàu đã nhận được sự quan tâm của các đoàn tham quan Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng đông đảo người dân. Ngoài các tín hiệu trên, về mặt phát triển trang bị, Việt Nam rõ ràng cũng đang cần một lớp tàu chiến mới, nhất là các tàu có khả năng đi biển xa, hoạt động dài ngày trên biển nhưng lại phải rẻ một chút. Bên cạnh việc mua sắm thêm các tàu hộ vệ cỡ lớn trên 2.000 tấn, thì giải pháp chọn tàu hộ tống cỡ 800 đến 1.000 tấn cũng đáng để lưu tâm. Các bài học kinh nghiệm từ chiến dịch CQ88 và nhiệm vụ yểm trợ các điểm đóng quân tại Trường Sa đã cho thấy, không gì hiệu quả hơn việc các điểm đảo được hỗ trợ bởi các tàu cỡ vừa, neo trước thềm đảo, cộng với lực lượng trên đảo, sẽ là sự hỗ trợ xa gần lợi hại. Tàu chiến đó vừa phải nhanh nhẹn, vừa phải có tính đa năng để giúp thực hiện các nhiệm vụ phòng không cho các điểm đóng quân, tránh việc ưu thế đường không của đối phương sẽ là cơn ác mộng với điểm đảo. Trong quá khứ, ta từng tạm bỏ qua phân khúc tàu hộ tống và thực tế chỉ tập trung cho tàu tên lửa 500 tấn và tàu hộ vệ cỡ 2.000 tấn. Lực lượng tàu hộ tống 1.000 tấn suốt một thời gian dài chỉ có 5 chiếc tàu xăng ngầm PTA với năng lực hạn chế. Mãi tới gần đây, lực lượng này mới được tăng cường thêm 2 tàu hộ tống Pohang của Hàn Quốc. Có vẻ như sau khi nhận các tàu Pohang, chúng ta bắt đầu thể hiện sự quan tâm lớn với dạng tàu hộ tống 1.000 tấn khi nỗ lực tích hợp tên lửa Uran cho tàu Pohang. Bất chấp việc chỉ trong một thời gian ngắn sau, chúng ta phải tháo bỏ bệ phóng tên lửa, nhưng rõ ràng ta có hứng thú, đó là điều tốt. Bởi lẽ, việc phát triển lực lượng tàu hộ tống sẽ khắc phục được hai điểm yếu mà tàu tên lửa 500 tấn và tàu hộ vệ 2.000 tấn chưa tối ưu tốt. Một là, tàu tên lửa nhỏ dù có giá thành rẻ, hỏa lực mạnh nhưng kích thước nhỏ khiến không gian lắp đặt vũ khí trang bị hạn chế. Các tàu chỉ đủ khả năng bố trí vũ khí chuyên nhiệm, chống hạm hoặc chống ngầm, không thể bố trí nhiều dạng vũ khí đa năng. Ví dụ như các tàu tên lửa nhỏ của ta hiện nay gồm Monia 1241.8 hay đề án 1241RE rồi BPS 500 đều chuyên về chống hạm, năng lực phòng không hạn chế, không có khả năng chống ngầm. Lượng giãn nước nhỏ cũng đồng nghĩa tàu có dự trữ hành trình ngắn ngày, hoạt động kém trong điều kiện sóng to gió lớn. Hai là tàu hộ tống rẻ hơn nhiều so với tàu cỡ trên 2.000 tấn như Gepard 3.9. Ví dụ như cặp tàu thứ hai Gepard 3.9, ta đã mất tới 700 triệu đô để mua chúng, rất đắt đỏ. Do đó, về hướng phát triển thì tập trung cho tàu hộ tống cỡ 800 đến 1.500 tấn là giải pháp đúng đắn và hợp lý với điều kiện của Việt Nam hiện nay. Tàu hộ tống vừa rẻ lại vừa có năng lực không thua kém nhiều tàu hộ vệ cỡ lớn như Gepard 3.9
đi biển xa cũng vô tư. Đáng quan tâm, đây cũng là giải pháp giá rẻ mà Hải quân Nga chọn lựa. Năm 2015, họ đã đặt đóng mới 16 tàu hộ tống Karakut với đơn giá 34 triệu đô một chiếc. Mục tiêu là để thay thế cho các khinh hạm 4.000 tấn thuộc đề án 11356 đang bị đình trệ do thiếu động cơ tua bin khí của Ukraine. Trong khi đó, Hải quân Nga cũng đang cần gấp các tàu mới để hiện đại hóa năng lực, do đó đành phải chọn dự án tàu hộ tống để chám vào khoảng trống. Dù không thể đa nhiệm như tàu lớn, nhưng ở khía cạnh nào đó, với các nhiệm vụ tác chiến chống hạm thì tàu Karakut không phải tệ với Hải quân Nga. Còn nếu đứng ở Việt Nam thì Karakut quá tuyệt vời. Karakut do Cục Thiết kế Hàng hải Trung ương Almat phát triển, lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc triển lãm Army năm 2015 ở Nga. Theo nhà sản xuất, Karakut được thiết kế để hoạt động ở vùng biển xa bờ, có khả năng đi biển tốt hơn các tàu hộ tống Buyan-M, vốn được thiết kế để hoạt động ở vùng duyên hải, đang trang bị cho tiểu hạm đội Caspian, hạm đội Biển Đen và hạm đội Baltic. Đề án 22800 Karakut có lượng giãn nước 800 tấn, dài 67m, rộng 11m, mớn nước 3,3m. Tàu được trang bị các động cơ diesel, cho phép đạt tốc độ tối đa 30 hải lý trên giờ, dự trữ hành trình 15 ngày, tầm hoạt động 4.600 km. Điều đáng lưu tâm, các tàu Karakut sẽ không còn dùng động cơ có nguồn gốc từ Ukraine, mà dùng động cơ diesel do Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Nga phát triển. Việc này nhằm hạn chế khả năng, không có động cơ tua bin khí của Ukraine thì tàu chiến Nga đắp chiếu cả loạt. Tất nhiên, việc thiếu vắng động cơ tua bin khí là một điểm yếu của Karakut. Trong thiết kế tàu chiến hiện nay, người ta chú trọng việc lai ghép động cơ diesel và tua bin khí trên tàu chiến. So với động cơ diesel, động cơ tua bin khí được đánh giá là khỏe hơn nhiều, công suất mạnh hơn, đồng thời cũng tốn nhiều nhiên liệu hơn. Do đó, khi tàu chiến đi tuần tra hoặc huấn luyện, người ta chú trọng việc dùng động cơ diesel để tiết kiệm. Nhưng khi chiến đấu hoặc truy đuổi hoặc rút lui cần chạy nhanh hơn thì người ta bật động cơ tua bin khí. Các tàu chiến hiện đại của Việt Nam đều tích hợp hai động cơ diesel và tua bin khí. Lẽ dĩ nhiên, trong thiết kế của tàu Karakut, người ta cũng dự trù khả năng lai ghép động cơ diesel và tua bin khí. Vấn đề là có nhập được từ Ukraine hay không. Dù vậy, trong trường hợp xuất khẩu, có khả năng việc này có thể thực hiện được. Hy vọng người Nga sẽ sớm khắc phục được điểm yếu của mình đối với động cơ hàng hải để thuận tiện hơn cho chính các khách hàng của họ. Ngoài một vài e ngại từ động cơ, những phần còn lại của Karakut thực sự mỹ mãn khi mà kiến trúc thượng tầng và thân tàu được tối ưu cho khả năng tàng hình nhẹ, một đặc trưng trong thiết kế tàu chiến hiện đại. Tàu có một sân đỗ nhỏ ở đuôi, dù không mang được trực thăng, nhưng có đủ không gian để triển khai bệ phóng UAV hạng nhẹ. UAV này sẽ góp phần tăng khả năng chính xác tầm xa cho tàu hoặc do thám vùng duyên hải, các điểm đảo khi cần. Riêng khoản này, ta tiết kiệm được khối, vì Việt Nam làm được UAV, không nhất thiết phải đi mua của nước ngoài. Hỏa lực của tàu Karakut thì cũng khỏi chê, đảm bảo ai nghe xong cũng muốn xuống tiền. Theo đó, nhà thiết kế đã khéo léo tích hợp bệ phóng thẳng đứng UKSK, cho phép con tàu mang được 8 tên lửa hành trình Caliber hoặc Onyx. So với tên lửa Uran, chúng bay xa, bay nhanh và sức công phá mạnh hơn nhiều. Việt Nam hiện cũng trang bị hai loại tên lửa đáng gờm này. Thứ nhất, tổ hợp tên lửa Caliber được tích hợp cho tàu ngầm Kilo 636, có tầm bắn 220 km với mục tiêu mặt nước và gần 300 km với mục tiêu đất liền. Lưu ý, tên lửa chống hạm 3M54 Caliber có thể đạt tốc độ siêu âm, tăng sự nguy hiểm của chúng khi tiến công mục tiêu mặt nước. Còn tổ hợp tên lửa Onyx, phiên bản của Việt Nam gọi là Yakon, được tích hợp cho các hệ thống tên lửa bờ K300P Batson P, tầm bắn 300 km. Ngoài vũ khí tấn công chủ lực, Karakut được trang bị các hệ thống vũ khí phụ cùng chủng loại với trang bị hiện nay của Việt Nam, nhưng chúng là phiên bản mới, có khả năng chiến đấu mạnh hơn. Về vũ khí phòng không, khách hàng được thoải mái chọn lựa, thích rẻ thì chọn hai bệ pháo AK-630M2 để đánh chặn mục tiêu tầm gần với cự ly tác xạ tối đa 5 km. Lưu ý, phiên bản AK-630M2 ngon hơn bản AK-630M và các tàu chiến của ta đang dùng. Nó được giới thiệu vào năm 2007, tích hợp hai khẩu pháo 6 nòng AO-18KD. Nhờ đó, tốc độ bắn của pháo tăng lên 10.000 phát trên phút, tăng đáng kể hiệu quả diệt mục tiêu ở tầm gần, ví dụ như tên lửa hành trình. Nhắc lại cho ai chưa nghe, với pháo phòng không, để tiêu diệt hiệu quả mục tiêu thì phụ thuộc vào mật độ hỏa lực, răng màn đạn càng dày, càng rộng càng tốt, tăng tỷ lệ sát thương với tên lửa bay nhanh. Cự ly tác chiến không đổi, với tầm bắn hiệu quả 4.000m, xa nhất là 5.000m, cơ số đạn tối đa tăng lên 4.000 viên vì có tới 2 khẩu pháo. Dĩ nhiên, nếu khách hàng muốn rẻ hơn nữa, họ có thể lựa chọn cấu hình pháo AK-630M kiểu cũ. Hoặc nếu sông sênh, hãy chơi lớn bằng các tổ hợp tên lửa phòng không như Panzer-M và Panma-SU. Panma-SU thì chắc các bạn chưa quên, đó là tổ hợp phòng không chủ lực trên tàu hộ vệ 2.000 tấn Gepard 309 với tầm bắn 10 km. Cấu hình của nó gồm 2 khẩu pháo AO-18KD cỡ 30mm và 8 tên lửa Sopnar. Còn Panzer-M là phiên bản trên tàu chiến của hệ thống phòng không lục quân Panzer-S1 được Nga giới thiệu và quảng bá rộng rãi 10 năm trở lại đây. So với Panma, Panzer có khả năng tác chiến mạnh hơn hẳn.
Bệ chiến đấu của Panzer M lắp 2 cặp pháo 6 nòng cỡ 3mm AO-18KD có tầm bắn 5km và 8 tên lửa Hetmetka. Chúng có thể tiêu diệt mục tiêu trên không ở cự ly tới 20km, độ cao tới 15km bằng các tên lửa Hetmetka. Nhà sản xuất cho biết, Panzer M có tính tự động hóa cao, có khả năng đánh chặn cùng lúc 4 mục tiêu, có thể đánh chặn tên lửa lướt trên mặt biển ở độ cao 2m so với bề mặt. Nếu một mục tiêu không thể bị tiêu diệt bởi đòn tấn công bằng tên lửa, tổ hợp có thể tự động hướng cặp pháo 30mm dọn nốt những gì còn lại. Hệ thống xác định mục tiêu thông qua radar mạng pha chủ động và cảm biến quang điện hồng ngoại. Dù Panzer M chưa có cơ hội thử nghiệm trên chiến trường, nhưng phiên bản lục quân là Panzer S1 đã chứng minh được khả năng của mình tại chiến trường Syria. Tháng 6 năm 2012, Syria đã sử dụng Panzer S1 để bắn hạ máy bay trinh sát RF-4E của Thổ Nhĩ Kỳ trên bờ biển thành phố Latakia. Từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2017, Nga tuyên bố Panzer đã bắn rơi 12 vật thể bay không người lái tại Syria, bao gồm các loại UAV Heron của Israel, RQ-21 của Mỹ và bay Rakta của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đêm ngày 5 đến ngày 6 tháng 1 năm 2018, tổ hợp Panzer S1 đã bắn hạ ít nhất 13 UAV cảm tử, đang thực hiện các cuộc tấn công vào căn cứ quân sự Nga tại Syria. Đặc biệt, Panzer thậm chí đã chứng minh được khả năng tiêu diệt các loại đạn rocket. Cụ thể, tháng 10 năm 2017, tổ hợp này đã bắn hạ ít nhất 2 đạn rocket 122 ly của phiến quân. Đêm ngày 6 tháng 5 năm 2019, Panzer và Storm-1 đã hợp sức để bắn hạ 27 đạn rocket 122 ly nhắm vào căn cứ của Nga. Về khả năng đánh chặn tên lửa hành trình, Nga tuyên bố tổ hợp Panzer S1 đã bắn hạ 23 tên lửa hành trình Tomahawk trong đêm ngày 14 tháng 4 năm 2018, khi liên quân NATO thực hiện cuộc không kích 8 mục tiêu ở Syria bằng 103 quả Tomahawk. Dù phía Mỹ đã lên tiếng bác bỏ và cho rằng không tên lửa nào bị bắn hạ, nhưng Nga đã công bố một vài bằng chứng về mảnh xác Tomahawk. Và kể cả không tới 23, nhưng chỉ cần hạ vài quả cũng đủ để chứng minh hiệu quả của tên lửa Panzer. Ngoài ra, như thường lệ, Karakut vẫn được tích hợp một khẩu pháo 76 ly. Nếu khách hàng thích pháo to, nhà sản xuất có phương án lắp pháo hạng 100 ly. Khẩu pháo 76 ly cũng là phiên bản mới của dòng AK-176, gọi là AK-176MA, ra mắt vào năm 2017. Khẩu pháo này được tiết lộ rằng nó thiết kế tối ưu cho khả năng tàng hình chung của tàu, tăng độ chính xác và nhất là giảm trọng lượng chỉ còn 9 tấn. Nhìn chung, với một cấu hình lý tưởng nhất, một pháo hạng AK-176MA, 8 tên lửa Caliber, một bệ chiến đấu Panzer M, thì khả năng của Karakut không thua kém nhiều so với tàu Gepard 3.9. Chúng chỉ thua ở khả năng tác chiến chống ngầm, nhưng khỏi lo đi, khi tác chiến, người ta đi theo biên đội, có các tàu bổ trợ cho nhau. So với các tàu tên lửa 500 tấn, Karakut không mang tới 16 tên lửa Uran, nhưng tầm tác chiến của Caliber thì xa hơn, nguy hiểm hơn. Karakut có thể đứng ngoài tầm hoặc tương đương tầm phóng đạn của đối phương, phụt Caliber oanh kích nhóm tàu chiến của địch trên Biển Đông. Và trong tác chiến, không chắc 16 tên lửa có thể được sử dụng hết, chưa kể với tầm bắn 130km, chúng ta phải xác định rõ, ta phải vào trong tầm phóng hiệu quả của đối phương. Ví dụ như đối trọng chính trên Biển Đông, Hải quân Trung Quốc, đa số các hạm tàu của họ hiện được trang bị tên lửa chống hạm, có cự ly bắn từ 180km trở lên. Đối với các khinh hạm Thai-054A và tàu hộ tống Thai-056, chúng được trang bị tên lửa EZ-83, có tầm bắn khoảng 180km. Các tàu khu trục Thai-052C được trang bị tên lửa EZ-62, có tầm bắn lên tới 400 cây. Các tàu khu trục Thai-052D được trang bị tên lửa EZ-18, có tầm bắn khoảng 180-220km. Một số nguồn còn cho rằng có thể lên tới 400-500km. Loại tên lửa này được cho là phiên bản sao chép của đạn 3M54E Caliber của Nga. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải hướng tới các loại tên lửa chống hạm có tầm bắn xa hơn cự ly 130km hiện nay. Mà không chỉ đứng tầm xa, phụt đạn vào tàu đối phương, nên nhớ, Caliber là tổ hợp tên lửa đa năng. Nó có thể tấn công mục tiêu mặt đất như căn cứ quân sự ven biển, hải đảo hoặc mục tiêu trọng điểm nằm sâu trong đất liền. Tầm phóng của đạn đối đất 3M14 Caliber lên tới 300km với phiên bản xuất khẩu hoặc 1.500km với phiên bản nội địa. Lưu ý, các tàu ngầm Kilo của ta được trang bị đủ hai kiểu đạn này và nếu như có sự xuất hiện của Karakut, vai trò của tàu ngầm Kilo sẽ nhẹ gánh hơn đáng kể. Karakut rồi Kilo sẽ là một đòn răn đe đầy trọng lượng lên những quốc gia đang có ý định gây hấn trong tương lai. Cùng với khả năng chống hạm, năng lực phòng không của Karakut với tùy chọn cao nhất là tổ hợp Panzer M vượt trội cả tàu Gepard 3.9. Các tổ hợp phòng không Panzer sẽ là sự bổ trợ tốt nếu chúng ta vẫn muốn hệ thống phòng không rẻ tiền, ít phức tạp nhưng hiệu quả tác chiến phải cao, đặc biệt là trong tác chiến chống tên lửa hành trình. Như đã nói nhiều ở các bản tin về hải quân, việc phát triển lực lượng tàu hộ tống nằm giữa tàu hộ vệ và tàu tên lửa tấn công nhanh là sự lựa chọn hợp lý với hải quân ta. Hãy hy vọng rằng vị khách hàng giấu tên ở Đông Nam Á đang quan tâm tới tàu hộ tống Karakut chính là Việt Nam. Hãy cùng mong chờ tin vui trong năm mới 2021.
Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Đừng quên like, comment, đăng ký và nhấn chuông ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.